Cầu thủ Quang Hải mua GLC 300, tuyển Việt Nam sắp đủ đội hình đi xe mệt. ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vừa tậu riêng cho mình một chiếc Mercedes-Benz GLC 304 MATIC. Đây là mẫu xe vừa ra mắt cách đây ít hôm với giá niêm yết 2,399 tỷ đồng, đã bao gồm thuế VAT, theo thông tin từ một nhân viên đại lý. Quang Hải rất có thể, đã, được giảm khoảng 10% giá xe theo chính sách áp dụng từ hãng. Mercedes-Benz GLC 304 MATIC sở hữu gói ngoại thất AMG Line đi cùng mâm xe AMG 19 inch 5 chấu kép, cụm đèn trước multi-beam LED tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày. Ở trong khoang nội thất, xe, được trang bị gói nội thất exclusive. Bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số với, màn hình 12.3 gạch nối INCS. Bên phải là, màn hình giải trí kỹ thuật số kích thước 10.25 inch giúp tối ưu trải nghiệm của giao diện MBUS, ngoài ra, xe còn được trang bị tay lái ba chấu bọc da với nút điều khiển cảm ứng. Cửa sổ trời siêu rộng panorama, đèn viền nội thất 64, màu. Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Benz GLC 300 là động cơ i 4 2 0 l sản sinh công suất tối đa 258 mã lực và mô men xoắn cực đại 370 Nm, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp 9 giờ Tronic. Và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4 MATIC xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km h trong vòng 6,2 giây. Trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km h Mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường kết hợp của GLC 300 là 10,48 lít 100 km. Như vậy là sau khi quang hải tậu Mercedes-Benz GLC 300, tuyển Việt Nam, đã có một đội hình các cầu thủ đi xe Mercedes như tiền đạo tiến linh sở hữu Mercedes-Benz C200 bản, nâng cấp, trung vệ duy mạnh Mercedes-Benz GLC 300. Trung vệ Bùi Tiến Dũng GLC 300, thủ môn Bùi Tiến Dũng Mercedes-Benz GLC 250. Bạn thấy thế nào về điều này? Hãy bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.